Cô ở trong nhà lấy gì đấy cháu? Lấy có thuốc chứ có ruộng. Có cháu ạ. Xin kính chào quý vị bà con nhé. Hôm nay em quay buổi sáng ở quê em nhé. Xin bà con chia sẻ. Lúa cháu cấy được bao nhiêu ngày rồi cháu? Được 7 ngày đấy. À, chết vằn rồi đấy. Vâng. Cấy được chết vằn, cấy được 7 ngày bà con. Cháu cấy được 7 ngày giờ là phun thuốc trừ cỏ. Đi à? Ôi. Đi ao quả lăng. Đi à. Anh ơi. Cháu cấy thịt bé không? Bí cấy xong chưa? Cấy. Bí khai lẩu à? Nhớ đi ủng cấy rồi. Đeo găng tay không biết, không đeo khẩu trang. Cái lắm rồi. Túi to rồi. 10 ngày cũng được. Từ 1 đến 10 ngày. 1 đến 10 ngày, có thể 1 đến tận 10. Hôm bắt đầu cấy đến 10 ngày. 10 ngày giờ lại. 10 ngày giờ lại nhé cháu nhé. Ơn ngày, ơn ngày em xíp bằng. Cô lại có 10 ngày, 30 ngày. Còn lại 10 ngày, 30 ngày. 1 ngày đến 15 ngày. Nhiều lại lắm cháu. Tùy theo lúc mức lúc cấy của mình. Cái loại cỏ cao cùng chất xiên 7.000 7.000 bà con. Nay mẹ cũng nên mua cái thuốc mua trừ cỏ rồi. Mua rồi nhỉ? Mua rồi, mua trừ cỏ ngô. Vâng. Mua một gói, hai bình. Vâng. Mua rồi. Hỏi, mua chưa? Ừ, mua rồi. Cỏ trái. Kia bố mẹ đứng kia đó phải. Vâng, mẹ trên kia. Mới mua cỏ trừ ngô thôi. Vâng. Cỏ trái các thứ cũng có. Cỏ trái nhà cô có, cỏ trái để phun bãi có. À, có rồi nhỉ? À. Vâng. Cái trong món lọ của mình có. Lọ bé 20. Đợt nọ cũng có tưởng là bây giờ có rồi, tưởng là cũng hỏi trước không thì chụp không lấy. Bây giờ có rồi. Vâng. Làm đồ ăn sáng được rồi nhé, biết rồi đấy. Tất cả đều hết rồi, pha nước rồi. Ok, em cất cái này đi. Để biết.
trong con chó này. Có gì ấy để cao lên, không để chó, không để chó. Tôi treo này, này, muốn đoán treo không để chó vận động để đấy lấy nguồn điện. Không để kiến thuật không để nó. Nếu mới sáng ra cái giường rốt nó vào cửa nam thôi đỡ. Còn mình thì... đâu? Đâu? Nó hôm nay mẹ. Mẹ nó cứ quấy, nó cứ quấn chân. Xong bắt đầu nó cứ quấn chân xong là nó lại thấy dép nó lại gõ mẹ tức mình thọ, gọn dép là phải rốt ở vườn nam. Con sợ nó cặm gần vườn nam nữa. Không, nó ở vườn nam nó làm gọn chứ có gì nó gọn. Nó chỉ có nằm đấy. Nghe công nhận là không có nó nhà yên ổn nhỉ. Có nó nhà không yên rồi. Nếu ấy phải rốt vườn nam đã đang có dự tính. Con này nó vui quá đó. Nó bây giờ nó bốc đồng quá. Thế tuần mới về cho nó về thật. Không phải ngày trước nó hiền lắm, bây giờ nó thế mà. Ở ngoài kia có cái gì đâu mà. Nhà chẳng có dép quốc cắm gì. Vì nó thích chơi nhưng mà ở đây nó khác, nó nhiều đồ. Bây giờ nó thành chó quen rồi, nó nao vào nó tung. Mới đầu nó ấy, bây giờ nó trước mới ở cái rác, giờ nó căng rồi. Nó nhìn thấy cái này rơi nó biết đấy. Ừ, chứ phải quét sạch. Giờ phải treo cao hết đi. Nghe bố không có tiền mua cái cây điện thoại đó. Bố phải lấy cái ống nữa. Bố có một cái cây cao này, con mua cho cái cây cao này. Cây cao cho tiến mượn rồi, tiến mượn tiến xuống lên. Cây cao này. Bố bảo không có, tôi đã đầu tư cho, nó bảo đầu tư cho bố mà. Đấy thì 5 phút mỗi ngày nợ bố. Cây cao như này này, có khách này. Đấy. Đi hưởng à? Trời mưa có khỏe không? Có lèng không? Ừ, lèng ở đấy đấy, bố lèng bố bình đấy. Ờ, thoải mái thức ăn vậy? Ăn hết để cho mớ nhá. Bảo ông như thế nhá. Bác hưởng nhá. Ăn không hết để cho mớ nhá. À thế à? À bán là câu khó. Đúng rồi, nó đời thế. Câu cá này bà con ạ. Câu cá để ăn thì là câu được, nhưng mà câu ở suối bà con ạ. Đấy, mà bán thì lại cá lại được ít đi. Đấy, khó. Không biết thật hay hư, khó. Tức là ông ấy bảo là nếu mà câu ăn thì có à? Ừ. Mà bán là ít thì ít đi à? Bán nó không bán, biếu nó cho. À biếu thì cho chứ còn bán là ít đấy. Chốc đi à? Một mình ra? Một mình ra bà một lúc cũng chưa lại về xe ăn bình. À ra có việc à? Lâu lắm không về rồi. Ừ, lâu không thăm bà, phải ra thăm bà tí. Một tháng. Một hai tháng rồi ra thăm. Bà có khỏe? Bà vẫn khỏe, bà ừ. Bán hàng. Ừ, bán hàng lặt vặt hả? 87 tuổi. Bán hàng khô hả? Bán hàng khô. Ừ. Măng miến à? Không, nó bán chuối. À chuối. Chầu câu, các thứ. Chuối chầu câu, đúng các đồ khô. Thế ấy là con Hoa ở đấy với bà chứ? Hoa nó đi công ty tỉnh Bắc Giang. À, đi làm công ty rồi đấy. Ừ. Học xong rồi chứ? Học xong tận năm ngoái. Học xong cấp 3 đấy. Đây bà con, đây là chị vợ của anh Ngự ở dưới cùng cạnh bản em, cũng tên là Ngự đấy. Ừ. Đường Liên cùng tên cùng tuổi với em đấy, xin chia sẻ bà con như thế. Hôm nay là chị Hưởng ra thăm mẹ chồng ở Bắc Cạn, ra thăm mẹ chồng Bắc Cạn. Mẹ chồng là bán chuối với cả bán cau đúng không? Không biết bây giờ đấy. Còn bán không? Trước tháng trước ông tháng trước còn bán ông Ngự đi nó bảo không bán gì. À bây giờ hôm tháng này không bán gì. Tháng trước là bán đồ khô, tháng này nắng nhá, bà cụ nghỉ nhỉ. Huyền nó không cho bán đâu, già rồi bán không được lái đâu. Tám mấy. Con gái bảo là bây giờ bán không được lái mấy nhỉ, không bán nữa. Nó cấm nó không cho bán lâu rồi, bà ăn được bao nhiêu? À đấy, sợ bà mệt nữa đúng không? Mệt dọn. Dọn nó mệt. Xách vào.
sáng rồi xách ra, buổi trưa 12 giờ hơn lại xách vào. Xách vào để ngủ mà đúng không? Đến 4 giờ lại xách ra, mệt. Tối xách vào mệt. Cái ô nặng á, mình còn không xách, không nhấc đi được, bà con nhấc được. Mà nhấc khổ nhỉ. Ai bảo, ai bắt ba làm á. Không phải bà tham không tiếc việc, nhưng bắt thì không bắt. Nhưng mà này, nếu bà chịu khó thế còn hơn, nếu bà không làm gì thì bà nửa cũng chết. Đấy, lấy gì mà ăn. Người già cần ké, người ta tiết kiệm lắm. Bà có tiền lương. Tiền lương, biết là tiền lương rồi, nhưng mà chi tiêu lớn. Bà cũng rất cần. Người già là tham không tiếc việc. Lấy 10.000 đánh xuống cho bà. Ở ngoài kia không có đâu. Không có loại này à? Ừ. Mấy cả ở đây nó tiện. Ra lâu lâu ra chơi bà, sao không cho bà ít rau? Rau gì được? Ở trong mình hái ít rau ấy, rau muống cho bà. Không có, bà có ăn được bao nhiêu? À, bà không ăn được. Có hôm bà bảo con không nấu nướng lắm. Ở cạnh nhà bà có cái quán, hàng quán bán thức ăn đấy. Ừ, và tiệm bà nó bán bún. Ừ. Chốc là tờ xem mình luôn à? Đi nuôi xe lên thì đi. Bác Hưởng đi xe này ra đi xong xe. Ra chơi với bà. Xong chốc là tờ xem mình. Đi Bắc Cạn. Bắc Cạn. Đi ra chơi với bà lâu lâu hơn tháng này chưa ra thăm bà. Đi một lúc 11 giờ kém lại ra bến. Cái xe An Bình có ngày về sớm. Có ngày đã vào muộn. Có hôm mà 12 giờ 10 vào bến rồi. Hôm qua lại 1 tiếng. Đấy, mới vào đến. Hôm qua 1:30 vào đấy nè. Đấy, mỗi hôm một khác. Có hôm nó trục trặc chị ạ. Xe nó cũng trục trặc chứ làm sao mà nó tắc đường chẳng hạn. Đấy, không thể duyên được. Nói bảo duyên không duyên này. Nếu hôm nào thuận thì mới duyên được. Còn đâu có hôm trục trặc. Có hôm tắc đường, có hôm nhiều sự cố đúng không? Mưa hát ẩm ấy, phơi mốc lên giặt không ra đâu cả. Đấy, hoa có đôi đi cấp 3, lớp 12 năm ngoái lấy về. À, hoa giờ đi công ty. Ừ, bây giờ bỏ mốc ấy, không nhận giày nó giặt không ra đâu. Đủ trắng mốc á. Bỏ ai mặc được cho lấy cho. Chắc phải là con mới tính. Còn bỏ hàng 2-3 đôi đi. Mốc đấy, cái này em bị ẩm. Cứ để cho nó ráo dần. Biết rồi, cái đôi này nó bị ẩm rồi. Cho nó xe lên hả? Đấy. Vậy đi, vậy đi. Nhằng đi. Hôm qua lấy mạch chưa? Mạch cháu lấy ăn lấy cho lấy đâu? Nhằng họ còn chuyện gì? Họ chuyện gì thứ này? Ta lấy được, ta lấy được. Tôi không, nhưng tôi không thành là tôi còn ngoài phố. Để con có ít quá bảo ra nhà bà đáo đấy để bà đáo là nhận hết bà đáo đó. Con không bảo rồi, lấy rồi chưa? Con có biết rồi. Cái nhàng chứ. Đấy bà con ạ, buổi sáng là cứ 8 giờ, hơn 8 giờ em có chuyến xe đi. Đi Vũ Muộn, Thái Nguyên bà con ạ. Đấy bà con ạ, đấy, tiện lắm bà con ạ. Đi Thái Nguyên là 8 giờ 10, 8 giờ 15 từ Vũ Muộn. Là
về Vũ Muộn buổi tối là 8 giờ tối. Thì vào 20 giờ tối đấy bà con ạ. Đấy, 20 giờ 10 là về đến Vũ Muộn. Tức là cứ sáng đi chiều về đi Thái Nguyên bà con. Chạy qua đường cao tốc, đi qua phổ thông Bắc Cạn. Tiện lắm bà con ạ. Em xin kính chào bà con nhá. Em chúc bà con mạnh khỏe nhá. Mọi công việc thuận buồm xuôi gió. Và em chúng kính chúc bà con và quý vị thuận buồm xuôi gió.